Logo Vingroup lấy biểu tượng cánh chim bay cao với khát khao đưa thương hiệu vươn tầm thế giới. Hình ảnh cánh chim uyển chuyển như hình ảnh chữ V, V là viết tắt của Việt Nam, V cũng là viết tắt của Victory, nghĩa là chiến thắng. Biểu tượng 5 ngôi sao vàng thường dùng để đo lường chất lượng dịch vụ. 5 ngôi sao trong logo tập đoàn Vingroup như lời cam kết cung cấp các dịch vụ cao cấp, chất lượng cho khách hàng. Biểu tượng hình khối tròn trong logo Vingroup tượng trưng cho quả địa cầu, 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 châu. Cánh chim bay trong quả địa cầu với ý nghĩa thương hiệu sẽ không ngừng bay cao, bay xa. Sự kết hợp của biểu tượng màu vàng trên nền đỏ logo Vingroup khiến chúng ta hình dung ra hình ảnh quen thuộc, hình lá quốc kỳ Việt Nam đang tung bay phấp phới. Màu đỏ là màu của máu, màu của sự nhiệt huyết không ngừng tiến lên, đưa tinh hoa Việt Nam lan tỏa ra toàn cầu. Tổng thể thiết kế logo của tập đoàn mang biểu tượng của một khát vọng vươn lên, nâng cao tầm vóc Việt Nam. Thiết kế logo chuyên nghiệp ở chỗ vừa kết hợp những giá trị truyền thống với sự mới mẻ hiện đại, tạo nên sự hài hòa cân đối, bắt mắt.